sale 120 nha mọi người. Cái này hàng mắc lắm luôn. Mũ hồng 120, cái này còn có set à. Mũ hồng 120 giúp Dung nha. Ai lấy mũ hồng thì ghi giùm em là mũ hồng 120. Cái hàng siêu xịn luôn. Comment giúp em là mũ hồng 120 đưa chị xịt đi. Mũ cho phạm liệu. Rồi mã này, rồi set bi. Set quần xuống á. Set này em sale có 99.000 luôn này. Mọi người nhìn cái phong quần này. Rồi set bi quần xuống 107 sale còn 100 luôn. Có set áo màu trắng quần chấm bi nha. Quần xuống mọi người. Cái này là mặc lên siêu cưng luôn. Rồi ghi dùm em là set bi 100.000. Cái quần nó xịn. Rồi set bi giùm em nhá, 100. Comment giúp em là bi 100 nha mọi người. Set bi. Em còn một cái phát nâu đậm thì bạn nào lấy không? Cam nhá. Cam á mọi người, khách mới chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ một dòng giùm em đi mọi người. Nhìn thấy cái ghim không mọi người ơi? Này lỗi này. Địa chỉ đó chị. Đầm sừng sò chưa? Rồi đầm trắng thiết kế này có một cái thôi. Rồi đầm trắng thiết kế xem mọi người 100 tương có một cái thì mấy chị cái này hàng mắc nha. Dưới 55-56 ký mang vừa. Rồi đầm đẹp chưa? Rồi đầm trắng cái này mấy chị mặc đi tiệc là thôi luôn á. Đi tiệc hoặc đi ví dụ như mà tiệc tùng hoặc đi event á. Bao đẹp luôn. Rồi ghi giùm em nhá, đầm. Cái này eo dưới 75-76 nha mọi người. Comment giúp em là đầm trắng. Comment giúp em là đầm trắng nha mấy chị nha. Share cho mọi người trên like còn 140.000. Xếp đi cho mì ngon. Rồi ghi cho em là đầm trắng thiết kế. Đầm đẹp chưa mọi người? Sang quá rồi, sang luôn. Rồi đầm trắng giùm em nha. Ai lấy đầm trắng thì giùm em là đầm trắng. Đầm trắng giùm em. Trắng với hồng này. Cái màu hồng. Trắng với hồng xe bài giúp bầu đi mọi người ơi. Có cái màu hồng này. Đẹp chưa? Rồi hồng. Màu hồng đẹp quá. Rồi ai lấy hồng thì giùm em là hồng nha mọi người. Cái này ở đây nó nhung nhung á. Cái eo cho mọi người. Ở trên là tay hồng, đằng sau là dây kéo với mọi người nha. Rồi comment giúp em là đầm hồng, share cho mọi người trên like. Quá rẻ luôn, cái xét nhiều ngoài đó dày dày vậy. Em như đứng dậy đưa cái đống nó vô đây mọi người ơi, xem bài giúp em cái đống ngoài cùng. Hồng 140 chị Thanh Lê má luôn. Cái này nó đẹp lắm luôn á. Cái phòng nó đẹp lắm luôn á. Rồi set này xả luôn. Còn bộ ngủ không chị? Còn rồi set này cái quần là bọc cổ riêng luôn á. Chị ngon. Rồi set giùm em nha. Này nó không chị đem ơi. Em muốn này. Mua nhiều thì cọc chị ơi. Mua ít không cần cọc. Nhớ để ý điện thoại nghe máy nhận hàng giúp em là được rồi. Bộ dung mặc còn. Rồi lá xếp sơ mi này xịt chưa? Cái này là theo nha. Cái này hàng xịt đó mấy chị. Rồi xe 130. Có xét không? 130 dùm em nha. Cái này đẹp gài thêm cái nút cho mấy chị. Còn có xét. Đẹp quá. Xếp sơ mi cao cấp. Cái áo không đã là 145 rồi. Giờ xe nguyên cả xét 130 luôn. Ghi cho em là xếp sơ mi. Cái này là theo nha mấy chị nha. Set sơ mi gài nút cho em chưa gài nút hết. Set sơ mi rồi hả, đẹp chưa, bao dễ thương luôn á. Rồi set sơ mi cho anh đi Nguyễn, còn set nào không? Cho Quỳnh Dung còn một set màu hồng nữa nè mấy chị, màu hồng với màu cam. Ai lấy thêm cam với hồng thì ghi giùm em nha. Má màu hồng vui chưa, màu cam với màu màu hồng nữa là hết. Má set này xịt lắm luôn á mọi người. Xe còn 130 này. Dễ thương lắm luôn á. Cái gì vậy?
giùm em nha. Này là ghi cho em là màu màu cam với màu hồng nữa. Là cái đồng mấy, cái đồng màu hồng 140 đó. Set hồng cho Tindori. Cái set này baby doll cho nên là 60-65 ký cũng vừa nha mấy chị nha. Cái này là theo nha, không phải in nha mấy chị. Đây là theo nha. Này là form mà áo baby doll đó. Em có bán áo riêng mấy chị là 145 rồi đó. Rồi ghi giùm em nha, set thương lắm luôn đó mọi người. Màu hồng với màu cam sữa. Hồng với cam sữa 130 giùm em. Thịt sò. Màu hồng cưng chưa? Màu hồng nhá, quần là một màu đen nhá Hà ơi, quần là một màu đen. Không có màu đâu. Rồi ghi giùm em nhá, hồng. Xinh ha. Rồi mặc cái áo lên là thấy cưng luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em nhá, màu hồng với màu cam sữa. Cưng lắm. Cái hồng đi như hảo. Cái này là áo form baby doll nên bao nhiêu ký cũng vô được biết là. Không có lo về số ký. Còn trắng là chưa chị gắn một trắng. Rồi ghi giùm em trắng còn xét. Dễ thương ha. Áo siêu cưng luôn. Đây về gài nút cho em nha. Em chưa gài nút hết. Rồi cái này ghi cho em là set sơ mi kèm màu. Sao dễ thương luôn. Trắng như như ngoài. Nó sale có 153 luôn mọi người. Chưa tính tiền cái quần luôn á. Tính ra là chưa tính cái quần luôn. Nó sale quá lỗ. Tại vì set là hôm bữa là 170.000. Rồi ghi giùm em màu trắng. Chữ này là chữ theo nha. Rồi ghi giùm em nha mọi người. Màu trắng. Quần khỏi phải nói số ký em ơi. Quần 60 ký, 70 ký vừa luôn á. Không cần nói mông bao nhiêu hết. Quần này còn dễ mặc lắm. Rồi ghi giùm em trắng như mọi người nhá. Không cần nói số ký đâu mấy chị. Mấy cái set baby doll là mọi người cứ thoải mái giùm em. Không cần phải nói về số ký đâu. Rồi cái này là màu cam sữa. Màu cam sữa xinh. Cam sữa. Linh đan cam sữa. Linh đan 4 sản phẩm rồi nha em nha. Rồi cái này là màu hồng. Màu hồng cam sữa mặc lên đều cưng hết đó mấy bà. Dễ thương ha. Cái này về mấy bà có chân váy á mấy bà. Phối với lại cái chân váy đóng thùng vô cũng rất là đẹp luôn. Rồi set thể thao. Này sale luôn. Cái này bán lâu lắm rồi ạ. Được cái áo khoác xịn như thế này. Rồi set này em xả 140 luôn. Cái này là được cả cái áo khoác luôn đó mọi người. Set thể thao màu nâu với màu đen. Nâu đen 140 giùm em nhá. Cái này đẹp lắm luôn. Nâu với đen 140 chứ còn trời má ơi. Nó dày. Về là mấy bà được cái áo khoác mặc riêng ra. Có cái áo khoác mặc được riêng luôn đó mọi người. Cái này ghi cho Dung là màu đen nhá. Màu đen của má cái quần xịt. Quần nó dày lắm luôn đó mọi người ơi. Cái này hồi trước là 190 lận đó mọi người. Áo được cái áo khoác. Mai lấy cho em cái áo khoác mọi người. Má cái áo khoác bao xịt luôn á. Cái thể thao nâu cho Thủy Mon. Còn nâu không? Nâu cho Mỹ Liên. Em ơi chị thấy em ở đây là 3 sản phẩm. Nãy chị bấm số điện thoại 3, 2 là 3 chị nhớ. 3 là 4 chị nhớ. Trâm Linh là đen. Đúng rồi, đơn 500.000 phi ship. Rồi ghi giùm em nha. Cái này ghi giùm em. Em còn một nâu cuối cùng thôi nha mấy chị. Em còn một nâu cuối cùng. Em đen cho Huỳnh Ngon. Nó còn cánh màu hồng này. Còn nâu không? Còn set hồng. Hết luôn. Còn một set hồng nữa. Nâu chị Thúy Trinh Nguyễn rồi hết. Còn một hồng với một đen thôi nha mấy chị. Má ơi nó dày. Dày má ơi luôn á. Phải nói là dày má ơi luôn á. Má ơi 140.000. Né ngựa ha. Má mấy chị nhìn được mấy chị biết hàng xịn luôn. Rồi còn một hồng. Ai thêm hồng thì chốt lẹ nha. Hồng có một set. Hồng với đen nữa là hết luôn mấy chị ơi. Còn hai set à. Hồng nữa nha chị Thúy Thiên Nguyễn. Hồng đi hồng. Cái hồng à. Màu đó là gì vậy?
sao? Thật đấy mọi người, cầm cái set chất lượng có 140.000, thấy màu đẹp chưa? Rồi sáng thì bé nhá, sáng có túi này mấy bà, túi phụ cho bá nè, chịu cũng không biết có hồng á. Sáng cho mình mo, còn một sáng với một đen là hết luôn nhá. Ủa nó dày lắm luôn mấy chị, chắc cái set này đi cân lên chắc phải 2 kg á. Sáng trên trang ngủ ấy. Rồi hết, còn một đen cuối cùng. Có là áo thun, em có cái áo thun này đẹp lắm, đơn chị cái áo thun này, có cái áo thun này đẹp lắm luôn á. Gửi xin mấy bà, xe bài cho em không, không cái áo thun này ra chứ. Rồi em còn một đen cuối cùng. Cháu, ừ. Rồi ghi giùm em nha, cái này ghi cho em là đen. Á về là được cái áo khoác là mừng rồi. Này mà mấy bà đi đi du lịch cho mấy bà mặc vô, mọi người đeo cái đôi giày thể thao được rồi, nước nách. Em còn một đen cuối cùng. Nè áo này là siêu đẹp, áo này mấy bà mix với lại là quần quần xịn đẹp, không biết nói quần gì nữa đó. Áo này em sale có 69.000 thôi, xịn lắm luôn đó mọi người, áo đắt chéo á đó. Nè áo này mà không có một cái trong tủ nó hơi bị phí, tại vì hàng của Zara không mở 120 đâu mọi người. Rồi sale cho mọi người 69.000, form thường nhá, phải form đắt tốt đó mấy bà. Rồi ghi giùm em nha, áo cắt chéo nha mọi người nha, siêu đẹp, trắng với lại là đen, áo này hàng rất là xịn. Cái này mấy chị có quần jean ôm mặc cũng đẹp, quần jean loe mặc càng sang nữa, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ghi giùm em nha, mã này xe với bà trên like còn là 69.000, comment giúp em là 69.000, comment giúp em là màu nha. Ai lấy áo, áo này đẹp lắm luôn đó, áo đó mà không bầu là em quất rồi đó mọi người. Áo nó mềm không bầu lại quất rồi đó, cái áo nó đẹp lắm. Nè, set hàng bỏ lý kim ngân này, trang nguyện là 69 màu trắng. Nè, set bỏ lý kim ngân này bán qua bộ lâu rồi, giờ còn có mấy cái em sale luôn. Chị Trang lấy cái set này nè, chị Trang này, có thể đẹp. Cái quần này, cái này xịn lắm luôn đó mọi người. Để xài một cái từ là xịn lắm luôn á, đâu rồi em. Lý Kim Ngân đó mọi người, phải siêu đẹp luôn đó. Rồi comment giúp em nhá, set này sale luôn đi ha, không bỡ 175, sale với bà 140 luôn đi ha. Đó ai đấy thì ghi giùm em 140 luôn, comment giúp em là set nha. Set xịn luôn, cái này bầu mặc được, mặc cho mấy chị coi set đẹp lắm luôn á, phải thử. Đẹp ha, chị Trang hôm bữa lấy set này cho, tại set này em bán rồi á, xịn lắm luôn đó mọi người. Chết mẹ là không vừa rồi biết chị ông, bầu em nó bự quá nè, không vô được cái eo luôn. Set nâu thôi, cái này hàng mắc lắm mọi người, hàng của bỏ lý kinh doanh nó mắc lắm.
này mấy chị mua để dành lúc nào mà ví dụ đi tiệc tùng đám cưới á, mọi người mặc sang lắm. Này màu đen này sang không? Dưới dưới 55-56 ký mang vừa mấy bà. Eo nhỏ thì 57-58 ký vẫn vô được, tại vì cái set này chủ yếu là cái eo thôi. Thôi màu đen sang chưa? Màu đen sang ha. Trời ơi, cái nách luôn, test nách luôn, đẹp lắm luôn, nó dung, lấy thì dung thiệt á. Mọi người tại sao mà em lên set này mà 2-3 người vô khen là mọi người biết rồi. Đây là màu nâu, đen chỉ thùy dung. Này là nâu đằng sau là dây kéo nha mấy bà. Vì mấy bà có dây kéo nên là vô thoải mái. Này là cái bầu của em là bộ nu nãy chị Dung mang. Hết xanh nhạc bộ nu nãy chị Dung mang. 130 người đẹp. Một một nu có 140 nghìn. Để thêm nu vào mặt của mấy chị. Nó đẹp. Thật sự là đẹp tét nách luôn á. Nè đó, mặc lên nó nhấn lên cái eo á mọi người. 140.000 vải đẹp lắm nè. Vải rất là đã luôn. Cái này là màu màu nâu, nâu chị Vân Hoàng. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Đen là siêu sang luôn. Nâu là siêu tây, còn màu hồng là khỏi phải nói mấy chị. Màu hồng siêu đẹp luôn. Màu hồng mà bạn nào trắng da là thiệt á. Mặc tới tới công chuyện luôn. Màu hồng đẹp lắm luôn đó mọi người. Bạn nào trắng da mọi người lấy màu hồng cho em. Vải đã ghê, vải bao đã luôn. Cái này mấy bà ví dụ như mà mấy bà đi sinh nhật hoặc tiệc tùng á, hoặc lên xinh lắm này, bao dễ thương, nó sang lắm luôn đó mọi người. Cái quần là có bơm chung cho nên là mặc ví dụ mà có ăn uống nó cũng thoải mái, chứ nó không có bị miền khó chịu. Tại vì em bầu á, em bầu 7 tháng nên không có vô được cái eo với cái ngực á. Em xem xét luôn để chị mang với. Rồi comment giúp em nha. Ai lấy ghi giùm em. Màu hồng, đen là siêu sang. Cũng có đây set, lấy set về tiết á. Không mặc đẹp cũng không có mà lấy đâu mọi người. Này đẹp lắm. Không tự nhiên mà 2-3 người vô khen đâu mọi người. Quần này về với bà phối riêng với áo khác cũng đẹp. Ví dụ áo baby doll hoặc là áo 2G hoặc áo nào phối vô cũng đẹp hết á. Quần là phối được riêng luôn nè. Đó, mua về là lực lời thêm cái quần nữa. Dạng như là quần tắc ta mọi người. Còn cái này là màu nâu. Xét nâu này chị mặc không rồi. Đầu lai đẹp lắm. Cái nó gọi là xét gọi là kim ngân đó mọi người. Xét này đầu lai đúng không? Cái này đầu lai nhưng còn cục nu thôi nha. Cục nu. Cái này là xét ngố cao cấp ạ. Vải của nó này. Cái này em xả cũng có 130. Đây là màu xanh pin. Chấm bài giúp bầu đi mọi người ơi. Mọi người cho Dung xin nút chấm bài đi. Rồi cái này ghi cho em. Nó xét ngủ đẹp ha. Rồi cái này ghi cho em là màu nâu. Cái này ghi cho em là set 130 kèm màu nhá. Màu nâu vải đẹp chưa. Rồi màu nâu, màu hồng với màu kem. Màu kem siêu đẹp luôn. Màu kem đẹp lắm luôn đó mọi người. Đây là kem nha mấy bà. Kem, kem nu 130 cho Mi Nguyễn. Cái này là hồng. Cái này vải mắc lắm mọi người. Vải nó rất là mắc luôn. Cái này ghi cho em là màu hồng nhé. Cái này là vải siêu mắc luôn á. Áo này mới chỉ mặc riêng ra được. Quần là quần cũ nha. Rồi comment giúp em nhé. Màu hồng, vải đẹp ha. Vải mê luôn. Rồi cái này ghi cho em là hồng. Hồng con xét. Kem này. Bạn nào mà uống uống á mọi người lấy màu kem đi. Màu kem đẹp lắm luôn. Hồi nãy em có màu em không có mặc màu kem được. Lên đó nhìn nó hơi ngọc. Tại cái này mà là một từ 53-54 ký đổ xuống là mặc đẹp lắm luôn đó mọi người. Lại màu kem là màu siêu siêu tôn da luôn. Đẹp hấp vải. Rồi ghi cho em là màu kem màu hồng với màu nâu. Nâu còn xét. Nâu với xanh còn cũng màu còn xét nha. Nâu nãy em mặc đồ lai này. Vải nó đã lắm, vải nó là siêu co giãn luôn á. Siêu co giãn. Chấm bài giúp em đi mọi người ơi. Cho Dung xin nút chấm bài đi mọi người. Có ai ở đó không? Cho Dung xem có 130 à. Có ai còn ở đó không? Cho Dung xin chỗ chấm bài coi. Cái răng lục da nó hơi bị muốn cái thằng cho. Rồi set sơ mi. Nhưng thấy cái chân váy chưa? Rồi set sơ mi giùm em nha. Set sơ mi trắng này hàng mắt.
nhá. Chiếc em là sesame màu à, chiếc em váy đẹp chưa? Sesame màu trắng 150, này hàng thật mắc nha mọi người nha. Mới còn lúc nãy bộ lúc nãy 130 luôn. Rồi ghi giùm em nha, sesame 150. Trời ơi xinh chưa? Mặc lại giống như học sinh cấp 3 luôn đó. Màu đen với lại là màu còn đủ màu. Rồi sesame kèm comment giúp em là màu nhá, màu trắng. Màu trắng với màu đen, nó sẽ này đẹp lắm luôn đó. Nó cái áo này, áo xịn quá mọi người ơi. Màu đen, cho chị xin cái màu đi. Trời ơi, nó xinh. Đen với trắng nha mọi người nhá. Chân váy ở trong có quần, cái hàng xịn lắm luôn đó. 150, rồi màu trắng. Cho Somi xịn chưa? Cái này là đường của nó là may vô, rất là xịn luôn. Trắng với đen dùng bầu nha. Mình mon cho chị xin cái màu đi, trắng chứ mình mon có 150.000 thôi đó. Nhìn cái chân váy là biết hàng xịn này đó mọi người. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Trắng với lại là màu đen. Cất rồi em ơi, quá mũ rồi em. Rồi comment giúp em nha, màu đen với trắng. Em coi lại like trước một chuyện đi. Cái like trước chỉ có like đủ màu á. Rồi ghi giùm em nha. Màu trắng với lại màu đen sẽ đi đẹp chứ. Em có cái là em có cái mất lợi thế đó là em có bầu, em không có thử được váy set này á. Không đẹp lắm luôn đó mọi người. Đẹp chút nét luôn á. Cái này mới chỉ thả ra áo, thả ra không còn đóng chùm vào. Rất là xinh luôn. Set này vải rất là xịn. Rồi ghi giùm em nha. Set Mỹ đen 120 chị Nguyễn Vân. Rồi comment giúp em nha. Set em mặc là set bí á mọi người. Nguyễn Thảo lên số điện thoại để chị giúp em một dòng. Mấy chị ơi, khách mới lên giúp em thông tin đi mọi người. Đầy đủ nha. Đầy đủ thông tin số điện thoại để chị một dòng đi mọi người. Cho em dễ chốt đơn nha. Rồi set sơ mi ai lấy đúng không? Set sơ mi đẹp không ai lấy không? Không người lấy tiếp như vậy. Rồi set này đẹp lắm luôn. Là set đẹp 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 sale trăm mấy không rồi má ơi vải này vải chắc xỉu á xỉu set 130.000 màu xanh như chị Nguyễn Thảo này. Trời ơi mấy chị nhìn hàng này xỉu quá phun rim. Trời ơi má ơi cái set này đằng sau có tông đơ luôn rồi set này sale 135 luôn. Má ơi, cái này đẹp cho mọi người, cái vải là mọi người biết hàng thúi thì luôn á. Rồi ghi cho em 130.000 màu, 135.000 màu xanh. Đằng sau có dây kéo, cái hàng này là siêu mắc luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha. Tiền chị mới. Ok người đẹp. Rồi má ơi, mọi người cái set này. Nó lót 2 lớp ở đằng trong luôn. Rồi comment giúp em nha. 2 dây màu xanh pin. Màu xanh đẹp xỉu luôn. Quần này, quần là dây kéo một bên hông xịn không. Cái này nó là dạng xích khí nhưng mà cái này đằng sau có tăng đơ, hàng rất là xịn. Có tăng đơ và có dây kéo là mấy chị biết xịn cỡ nào rồi đó. Rồi ghi giùm em nhá, 2 dây kèm màu, màu xanh min. Bạn nào đủ địa chỉ hôm sau không cho đây này thì hôm sau nhắc nhân viên nha. Em không biết được đâu nha mọi người. Cái này là màu hồng 135. Đây là màu hồng của mọi người. Hòa Trần chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Đây, cái này là màu hồng giùm em nha. Cứ chốt của ai mọi người cứ lên số điện thoại kèm theo đi. Cái con sau này không biết chốt cho ai nữa mọi người. Comment như vậy khó lắm. Chị chốt cho chị cứ lên số điện thoại của chị đi. Rồi ghi giùm em nha. Trời ơi má, màu xanh nước biển này. Màu xanh nước biển. Má cái set đẹp chưa? Hòa Trần là xanh minh. Xanh minh 135 đúng không chị? Má cái này đẹp quá ha. Đẹp mọi người. Xanh minh 135. Cái này là xanh nước biển. Màu hồng với màu xanh
luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em là màu nha. Bí dung mặt là còn một set màu đen cuối cùng thôi. Màu xanh, set này bao nhiêu ký cũng vô được hết. Không cần nói số ký đâu. Set này là dung sản lũ lắm luôn á. Ghi cho em là mã set bí. Màu xanh, màu xanh, màu hồng đồng với màu cam sữa, màu đen dung mặt. Sale quá rẻ luôn đó mọi người, chứ không phải là rẻ đâu. Xả lũ còn có 120.000 đó. Cái này vải xịn lắm luôn đó mọi người. Ghi cho em là bí nha. Cái này không cần nói số ký đâu mấy chị. Tại vì mặc 60-65 ký, em bầu 7 tháng mà em mặc em còn không thấy bầu đâu luôn á. Cái này là siêu đẹp. Rồi comment giúp em là màu nha. Này là màu hồng, hồng đậm, xịn ha, lại đẹp lắm. Rồi ghi giúp em là màu nha mọi người. Da lăng mình chỉ mặc màu đen hoặc là màu cam sữa đi. Còn hai cái màu này là hơi kén da, da phải trắng mới mặc được. Rồi ghi giúp em nhá màu. Comment giúp em là màu nha, bí kèm màu. Bí kèm màu giúp bầu nha mọi người ơi. Ai lấy thì ghi giùm em là set bí kèm màu nha. Bí xanh như chị Thùy Dung. Set bí này xem lũ luôn á. Coi 120.000 là mấy chị. Vải đẹp ngất ngây luôn á. Vải với form mình dung mặt cho mọi người nhìn rồi. Này là màu cam sữa. Sữa này mặc lên bao dễ thương luôn á. Đó, cái màu cam sữa này. Đó, bao xinh luôn. Đây là màu cam sữa nha. Và cái này là hồng. Hồng nha mấy chị. Và màu xanh. Cái này ghi giùm em là xanh. Xanh là được. Xanh. Xanh gì? Cam sữa cho quế trân. Rồi ghi giùm em là màu. Ai lấy màu nào cũng chốt giùm em màu đỏ nha. Lấy hàng màu lẻ đâu ta xe lên không? Xe màu lẻ cho mấy chị. Lửa nha. Ngoài quá. Rồi áo này xả tặng với chị 65.000 luôn. Cái này áo hàng mắc nha. Em xả rẻ nhưng mà toàn hàng là 100 mấy không á. Rồi ghi giùm em nha, hàng này toàn hàng 100 mấy không có chị, có hàng giá rẻ đâu. Rồi áo sale lũ luôn, 65.000 áo hãng nha. 65.000, cái này cam kết không phải hàng xưởng nha mọi người nhé. Hàng này hàng nhập không á, nhập Quảng Châu không á. Áo này đợt trước là 120 không á mọi người. Đã sale là sale ngửa giá luôn. Rồi áo hồng, vải đẹp kinh khủng. Áo hồng sale 120, sale 65. Áo hồng 65.000. Rồi đầm yếm. Đầm yếm này hôm vừa em sale còn có 120. Đầm yếm cao quá không mọi người. Ghi chung là đầm yếm nha. Đầm yếm giùm em. Ai lấy đầm yếm trắng thì ghi giùm em là đầm yếm trắng. Đầm yếm trắng nha. Áo hồng chị Nguyên Lê. Nó mua về phối chứ không có xét rồi. Rồi xét lê còn xét. Lê này hàng mắc. Áo hồng 65 nhân tuyết lạnh. Trời ơi cái này nó đẹp. Rồi 129 thì em là xét lê 129. Cái này có xét đẹp chưa. Lê 129. Lê 129 giùm em nha. Ai lấy lê. Trời ơi cái áo xịn chưa. Áo nó xịn kinh khủng. 129 giùm em nha. Thì em là xét lê. Quần hồng áo trắng. Comment giúp em là lê nha. Giống trắng thì chị Duyên Võ. Rồi set lê giùm em 129 nha mấy bà. Đó, có set duy nhất rồi đó. Áo trắng quần hồng luôn. Rồi set lê 129. Lê 129. Áo trắng quần hồng siêu đẹp luôn đó mọi người. Rồi cái này ghi cho em là set cái này nó xịt. Rồi ghi cho em là set gấu xe 100.000 luôn. Gấu nha. Gấu 100.000 quần ôm. Đừng xét ngố đó đi em ơi. Rồi ghi cho em là xét gấu giùm em nha mọi người. Xét gấu quần ôm á. Xem mọi người 100.
Ừ, xèo chanh chấm lại giúp em đi cả nhà ơi. Nhà ơi. Xách cố cho đi chuẩn. Vết nâu được trăm ba còn không chịu chung. Xếp vết nâu hả? Như là còn á. Đâu rồi ta? Vết nâu đâu rồi em? Còn à? Rồi cái này là màu hồng. Ai lấy được thì ghi giùm
nó đang hot xếp loe. Rồi ghi dùm em set cho dung mặt là màu hồng, màu xanh, màu đen với màu cam sữa. Hai dây
365 thì mua. Còn con cái mấy chị để khăn cái áo xịn chưa? 65.000. Ví dụ như mà áo 65. Áo 65.000 nhá. Ai lấy áo 65 thì ghi giùm em. Sao mà Facebook tự cho nó cứ tụt một cái mà nó tụt nhanh như vậy ta? Em đang thấy nó bốn mấy quay qua 127 cười một cái mà nhìn không kịp luôn á. Áo cam như Trần Thảo, cam còn không? Thế thì chưa, nó quay qua quay lại cái nó tụt cái giật mình luôn đó mấy bà. Thì em rồi đầm em còn hai cái đầm này xem 120 nhá, đầm suông á, màu đen với lại là màu nu. Áo cam em hết rồi. Rồi ghi giùm em nhá, đầm suông màu đen với lại là màu nu nhá. Áo cam có 65.000 à. Áo đó còn màu gì không em? Màu. Rồi cái này ghi giùm em còn màu hồng, đợi xíu. Đầm suông nhá, 120. Đầm suông 120 còn màu đen với màu nu. Đầm suông. Áo này em còn một cái hồng. Xả 65.000 luôn. Áo hồng 65. Áo hồng 65 nha mọi người. Áo hồng 65.000. Đầm suông cho em xin cái màu. Cậu ơi, vào trong chơi cho mẹ làm việc con ơi. Rồi ghi giùm em nha. Áo hồng 65. Hai đứa mày có nghe không? Tao bước ra ngoài đường hết bây giờ đó. Ngọc còn hay nói to nữa. Rồi ghi giùm em nha. Cái này ghi giùm em là đầm. Đầm này mẹ em xài vào 50.000 thôi. Ghi cho em là đầm. Đầm xuân nguyên chị Quyên Trần. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Xe bài lại giúp bầu với đi mọi người ơi. Mạng gì mà nó cứ tụt lên để nhảy lên nhảy xuống thất thường vậy đó. Rồi ghi giùm em nha, cái này em tặng rồi có 50.000 thôi. Đầm suông đó mọi người, đầm suông tôi chỉ cái set màu đen nha. Nè nè nè, nhìn cái tay chị chỉ. À, nó nhảy như bị ngáo đá vậy. Rồi set này, cái này hàng xịn nha mọi người nha. Cái này là hàng siêu mắc luôn. Rồi xe tặng 120 luôn. Nhìn cái quần là mọi người biết hàng rất là xịn luôn. Đây, có không? Rồi xét xuông xả lỗ 120-190 đó mọi người. Xe 120 màu trắng với lại là màu đen. 120 nhá, trắng đen dùm em. Rồi nó xịn. Trắng với đen nhá mọi người. Xịn chưa? Comment giúp em là xét. Xét trắng với xét đen nhá, 120. Cái này là sale quá lỗ luôn đó mọi người, chứ không phải là lỗ đâu. Quần suông, này cũng có một set màu trắng. Mặc đẹp đó. Trắng với đen 120, cái này hàng mắc đó mọi người. Sale rẻ luôn á. Ai lấy ghi giùm em là trắng với đen nhá, 120. Quần nó giống nhau nha mấy chị. Chị khác cái áo hơn. Ghi giùm em là trắng với đen nhá. Xét xung đen cho Ngọc Linh. Rồi 2 dây giùm em 130. Cái này còn có xét à? Cái này đẹp xuất sắc. 2 dây giùm em nhá, 130 giùm em. 2 dây 130. Ở trong còn cái áo thun này, cái áo thun không rộng. Tôi ra xả hết tổng giá 65. Rồi ghi giùm em nhá, 2 dây. Comment giúp em là 2 dây đen. 2 dây đen. 2 dây đen rồi áo không vui gì này. Áo này em xem tặng luôn. Áo này hàng hãng siêu mắc nha. Xe 85 luôn đó. Áo này là siêu mắc luôn đó mọi người. 85.000 màu trắng với màu đen. Áo này là mắc lắm luôn đó. Áo này là vải hãng đó mọi người. Ghi giùm em nhá, màu đen với màu trắng. Ghi giùm em nhá, 60
màu trắng đen, có hai cái. Ngày mấy bà mặc cặp với bù siêu đẹp, cái này đẹp lắm luôn á, vải của nó vải hãng nha. Comment giúp em 85.000 tiền nào của đó. Cái áo này hôm bữa là 140.000 á. Comment giúp em là màu đen với là màu trắng, áo kèm màu đen trắng nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em đen trắng. Cái bà vừa mua toàn là mua nửa giá thôi. Trắng cho trang. Rồi set mũ màu hồng, đen trắng cho Đặng Thị Khuyên. Đừng biết đen hả? Đen luôn nha. Rồi set mũ 99k màu hồng, nó xinh ha. Màu hồng xinh ghê. Rồi ghi giùm em là set mũ hồng 100.000 với đen nha, hai set đen hồng 100. Set ngủ mấy bà em nhiều mẫu lắm, mẫu nhiều lắm luôn á. Rồi ghi giùm em nha, mấy bà mà coi mẫu bên nhà em mà coi hết cả một ngày không hết mẫu luôn á. Ngủ giùm em kèm màu hồng với lại là đen, mẫu là bao la bát ngát luôn á. Rồi ghi giùm em, đưa chị cái set bu xì đi em. Chấm bài giúp em đi mọi người ơi. Chấm bài giúp bầu đi, rõ xét bèo đẹp chưa. Rồi xét bèo xe 140 luôn. Xét bèo này hàng, à xét bèo này hàng 2XX lẫn nha mọi người nha. Trời ơi, bán cái xét bèo. Trời ơi, cái xét bèo xe 140 luôn. Cái xét bèo xịt thôi là xịt. Bèo 140. Nó xét này đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, nhìn cái xét bèo này mấy chị. Chịu nổi không? Nhìn cái tem đen là mấy chị biết hàng rất là xịn. Xét bèo bẹt vai đó mọi người. Đây, gài nút cho em nhé. Rồi cái này giùm em là xét bèo, dễ thương lắm. Comment giúp em là xét bèo nha mọi người. Cái này ở dưới quần mọi người kéo cao lên nha, nó không có hở cái gì luôn á. Comment giúp em là set bèo 140. Đây những cái áo này đen, áo trắng. Đang tái tạo da nó. Nó ấy ra, nó nặng ra, nó da non. Rồi áo này xài mọi người 65.000. Bạn nào có lấy thì chốt. Áo khung hãng 145 á. Cái này không phải hàng xưởng nha, cam kết cho mấy chị luôn. Rồi ghi giùm em nha, áo hãng cao cấp 65.000. Màu đỏ với lại là màu trắng. Mà má được màu nào lấy màu đó luôn mấy chị. Tại xả tới rẻ hơn một nửa giá rồi đó. Trắng cho Ngọc Nhi Nhi. Cái hàng này hàng siêu mắc luôn. Trắng với đỏ nha. Trắng với đỏ giùm em. Đây nè. Rồi trắng với đỏ nha mọi người nhé. Ai lấy cái giùm em áo báo. Cái này về mấy bà có quần khung múa mít khô rất là đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Cái áo này có bán riêng cho mấy chị rồi. Áo này siêu đích.
ghi cho em là xếp lê giùm em nha mọi người. À, cái xếp lê thì ghi giùm em là xếp lê 140 nguyên cả một set như thế này luôn. Quần là vải siêu đẹp luôn mọi người. Xếp lê cao cấp á, cái này ai cũng bán 2.7, 2.8 chứ mấy chị. Vải rất là xịn nha, xếp hạng đó mọi người. Comment giúp em là xếp lê 120 cả lũ 140 lê 140 mọi người. Mọi người muốn lên cái gì vậy? Mọi người muốn lên cái gì nè? Ít người coi chứ gì trời. Nghe lại không có ai coi bà, không ai coi like luôn á. Trời, từ đầu like tới giờ được có bốn mấy năm mấy luôn á trời. Khách đi đâu lấy vậy? Biết là hôm nay ngày chủ nhật mà khách đi đâu luôn á. Thank you.
lại đẹp lắm. Thôi, phải phê luôn á. Nè, bảo đã. Phô mã ông xinh rồi. Hai bên áo là tay phồng. Cái đường nút ở giữa, cái đường nút của nó rất là đẹp. Rồi ai lấy được ghi giùm em màu nha. Rồi cái nút của nó xịn lắm luôn đó mọi người. Cái nút này mọi người mà đi kiếm ở ngoài cũng hơi bị khó kiếm luôn á. Nút siêu đẹp. Rồi cái này ghi giùm em là màu xanh của vịt. Đi chơi hả? Xanh cho Ngọc Linh. Buồn vậy. Hay chị giờ ngồi được đi chơi sướng vậy. Rồi cái này là màu đen nha. Màu kem với màu hồng. Xinh lắm. Nhưng còn cái sơ mi hàng siêu cấp xịn. Sơ mi này là hàng xịn lắm luôn đó. Rồi xe 130 luôn, còn có cái này. Sơ mi này mắc lắm chứ mọi người. Cuối len nha. Sơ mi 130. Ghi cho em là sơ mi 130 nha mọi người. Sơ mi 130. Comment giúp em là sơ mi 130 có cái. Cái này còn cái luôn. Sơ mi bèo. Cái này comment giúp em là sơ mi bèo nha. Được chưa? Cái này xả khoảng 100.000. Sơ mi bèo 100. Mọi người ơi, chấm lại giúp cầu ấy đi mọi người. Còn ai coi không? Chấm lại đi, nó còn 1 tuổi à. Chỉ có 1 tuổi thôi đó mấy chị. Thì thường ra tới 3 giờ bữa nay mới có 1 tuổi à. Thời gian trôi nhanh và thời gian trôi bao chậm. Rồi ghi giùm em nha, comment giúp em chở má tay 28 rồi 30 rồi 31. Trời ơi em bị quỷ mất mọi người, bị quỷ với cái Facebook mất. Còn set này đâu ra, còn set màu xanh màu 60 set giật đi màu xanh. Nếu mà bữa em mặc rồi em xếp dập đi một xanh, màu xanh 160. Khá ở xếp, lòi ra đầu xếp luôn á. Xanh dập đi 160, có xếp duy nhất là mấy chị. Xanh 160, khá 20 người coi luôn. Trời ơi, thật là vi diệu. Ôi, Facebook thật là vi diệu. Facebook 20,9 người coi luôn, mọi người ghê không? Rồi áo đỏ. Trời, nó lên thì nó cũng lên được 30-31 thôi em, chứ nó không có lên được 70-80% đâu. Má Facebook mà giờ nó cầu lên được 70-80 người like mà em bừng như là trúng số rồi. Cậu đó luôn á. Trước 70-80 người coi là tắt vì cảm kiếp rồi. Rồi ghi giùm em nha, áo đỏ 65. Giờ mình thấy Facebook lên được 70-80 người coi là bừng lắm á. Rồi ghi giùm em nha. Áo 65.000 màu đỏ. Này có quần á, về phối, quần bố mọi người. Như em là áo đỏ nha, 65. Áo đỏ 65, rồi xét dâu còn xét nè. Xét dâu. Xét dâu để em xem mọi người 100.000 luôn. Ghi em là dâu 100. Dâu quần suông mấy bà. Siêu đẹp luôn. Xếp dâu nha. Ủa, xịn chưa? Dâu 100.000. Dâu 170% luôn. Ghi em là dâu 100. Xếp dâu 100 nha mấy chị. Ai lấy dâu 100 thì ví dụ em là dâu 100. Dâu 100 giúp bầu nha. Dâu quần suông đó mấy chị. Ai lấy dâu thì ghi giùm em là dâu. Hai xếp này dễ thương này, không lấy ra. Bao thương luôn á. Dâu 100. Trời, bên bạn muốn like cái gì vậy? Muốn like gì mấy chị? Trời, nó lụt nhiều quá. Giờ nó ra nó. Em muốn ngồi khải thêm luôn. Rồi xếp này xếp vô xì. Còn một xếp dâu nhân tuyến thì lại tuyết lạnh cộng nước chung năm sáu sản phẩm người đàn ơi. Rồi xếp siêu phẩm,
xét siêu phẩm như mấy chị. Thôi má ơi, cứ xét đi. Xét 150, cái này hàng mắc lắm luôn á. Trời ơi, mọi người nhìn cái xét. Ha, mấy bà kia đâu hết rồi trời. Rồi xét đen giùm em. Rồi nhìn cái quần này. Nhìn cái quần này mấy chị. Rồi ghi giùm em nha, xét đen 150. Rồi cái quần này nó phối được vàng cái áo luôn á, áo hai dây, áo form lắc tốt, áo form rộng hay là áo gì gì, áo sơ mi đều rất là đẹp. Cái áo thun form rộng màu đen này, ôi vải nó xịn. Rồi ghi giùm em là set đen 150. Rồi má nó xịn ha. Rồi set đen 150, má ơi set này đẹp ghê luôn đó nè. Nó theo vô hàng trong luôn, cái quần rất là xịn nha. Rồi set đen này không xịn không lấy tiền luôn. Set đen chị Kim Hiền. Còn xếp trắng không biết chị ơi, còn xếp trắng á này sale quá rẻ luôn, còn một trắng với một nâu đen cho mai thua, lấy thêm màu trắng với màu nâu thua. Cái này không xịn không đủ cái tiền với bà luôn, còn màu trắng thì màu trắng còn nâu nữa. Trời ơi má ơi mẹ ơi, còn màu trắng nữa mấy chị, còn màu trắng với màu nâu nữa, nâu với trắng nữa. Rồi má nó đẹp, còn cái áo nó dày, cái áo nó xịn lắm luôn đó mọi người. Quần đã không, quần này mấy bà về là mít, quá sơ mi nữa mấy bà mít chơi tôi. À, có cái áo sơ mi nào á, màu trắng hoặc màu cũng được nè, quần xịn không. Rồi mấy chị nhìn cái quần này, mấy chị nhìn kỹ cái quần giùm em cái đi, má cái quần nó xịn lắm luôn á. Rồi cái này đi em là màu trắng, à màu nâu. Nâu như mấy chị, nâu đẹp ha. Ai lấy nâu. Cái áo này là về có quần mà dạng quần mũ, phối vô cũng đẹp. Này ở trong của nó theo như thế này. Rồi cái này ghi giùm em là nâu nha. Ai lấy nâu thì ghi giùm em thêm nâu. Đẹp quá. Nâu. Nâu trắng đen. 150.000 thôi đó. Tính ra cái áo 75, cái quần có 75. Mà cái quần này đợt mà Trung bán cái vải này đã là 135.000 một cái quần rồi. Mà nó không có form, nó không phải như thế này. Đẹp lắm. Rồi ghi giùm em nha, 60kg thoải mái em ơi. Này, đằng sau nó có bon chung. Thoải mái. Cái này ký càng cao thì mọi người mặc nó sẽ nhìn rất là ố. Tại vì thứ nhất là cái áo form rộng, cái quần của nó, cái form nhỏ, form quần tây đó mọi người. Mặc rất là đẹp. Cái này bầu em mặc cũng được, bầu em 62kg em mặc cũng đẹp nha mọi người nha. Đẹp lắm. Hàng nhập nha mọi người yên tâm. Comment giúp em. Rồi cái này màu trắng với màu đen. Em mà 60kg em lấy màu nâu hoặc là màu đen á, mặc nó sẽ uống người nữa. Má cái vải áo đẹp lắm luôn á, dày. Ai lấy thì ghi giùm em màu nha. Mọi người vào số ký cao, mọi người lấy mấy cái màu tối tối lại đẹp. Rồi set này em xe cho mọi người 100.000 luôn. Thấy cái mạc này là mọi người biết hàng mắc rồi. Xanh min 100.000. Set xanh min 100 kèm giá tiền cũng chung nha. Xanh min 100 đó, form như thế này. Xanh min 100 quen cho mọi người. Xanh min 100. Ai lấy xanh min thì yêu em là xanh min 100.000. Rồi xét sọc xem tặng với bà luôn 95. Xét áo trắng cho được thịt ra 150. Xét này em tặng với chị có 95.000 thôi này. Xét quần loe á, đáng lẽ sale 120 mà sale 100.000 95.000 luôn. Xét quần loe cao cấp. Cái này là bản tặng nha, còn có xét 95.000 quần loe nha mọi người nha. 95. Chưa bao giờ em dám sale set loe mà dưới 120 luôn đó mọi người. Rồi 95.000 áo sọc quần loe màu đen. Chúng em giúp em làm màu. Rồi áo này xả 65 nha. Áo màu xanh.
bố theo em đừng ghế. Xét xanh mình mình theo có 100%. Xét này bãi đẹp lắm. Lâu 6 năm nhân cần thả. Này ghi em là xanh mình hơn. Xét xanh mình này xịt lắm luôn đó mọi người. Cái áo xịt lắm luôn á. Cái phong quần nó cũng rất là xịt. Một bên dây kéo trắng 85,
nâu 85 với trắng 85 nha mọi người. Hay lấy chị ghi giúp em màu. Nâu 85 với trắng 85. Rồi set beo cao cấp. Thank you.
là màu màu vàng với màu hồng. Set này là set siêu phẩm luôn đó mọi người. Baby doll cao cấp. Chị luôn không? Em xem sơ mi sọc nãy với. Có sơ mi sọc ta. Rồi ghi chúng em là set vàng nhá, 130. Set màu vàng với lại là màu hồng, 130 giùm em. Vàng với hồng. Nè làm gì có set sơ mi sọc chị ta chứ, làm gì có set làm gì có sơ mi sọc. Sơ mi sọc là sơ mi nào? Thank you.
đang ngất ngây luôn á. Ai lấy được thì chốt. Xong 7-8 rẻ á mọi người. Đi đâu ra 7-9 nghìn? 7-9 nghìn móc đâu ra mọi người? 7-9 nghìn mà bán cái set chip này á thì tách ra riêng 7-9 nghìn là 5 cái vẫn bán bình thường. Nhưng mà tại vì có ít rồi em share cho mọi người á, ai muốn mua để dành thì mọi người mua để dành. Đầm hoa còn cái đầm hoa baby doll 108, theo còn 120. Đầm hoa baby doll 120. Cái gì cái chip chip là mấy chị không có, không có ấy đâu, mấy chị không có sợ là để là nó này kia đâu. Sữa rửa mặt là 130.000 hai tờ, 130.000 một tip. Em mua 3 tip là 300.000 một tip. Rồi mã này ghi cho em là đầm hoa, xe 120, cái này hàng mắc luôn mọi người nhé, 108 nữa. Home Baby Doll, đầm hoa 120. Chứ cái set kiếp là mình đừng có nghĩ rằng là mua set về mặc 10 cái là tha hồ mặc, không có đâu. Set kiếp không ai mặc mà 10 cái mà cái chị mua lại mặc cả năm trời hoặc là 4-5 tháng chưa thay quần kiếp cũng không. Quần kiếp bét lắm là một cái thì mặc trung bình tầm 10 lần là ghê lắm rồi đó. Mặc đó mà mọi người để ý đi, còn chứ mà mọi người mặc nhiều quá nó sẽ bị viêm phụ khoa nặng đúng không? Rồi mã này thì em xét lên xe cho mọi người 100. Xét 100 trên vải nhún. Xét 100 trên vải nhún nha. Lấy chị một xét tiếp em nha chị ơi, khách mới vô xét 7-9 thì em không bán được. Em bán lỗ cho chị. Khách quen em bán cho khách mới lấy từ 2 set giùm em nha. Rồi ghi giùm em nha, set nhúng 100. Để set một set chim em lỗ tới 47.000 lận á. 48-47.000 gì. Góc em lấy vô đã là 137 là 138 thì em không nhớ. Rồi để bán 108 đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha. Set. Set. Chị là Facebook để nhớ chốt thêm cho em nha. Tiếp với chị Kali của em, sao bà lắm nick vậy bà? Nhớ chốt thêm cho em nha. Lan màu xét tiếp chứ 7-9 nghìn em không đi đâu được mấy chị ơi. Xét tiếp lần nào thì lỗ em không có ấy đâu. Không có, tôi có like nha. Rồi xét 100 nghìn màu xám. Một xét tiếp em không đi đâu được thật sự. Quá lỗ luôn mọi người. Rồi ghi giùm em nha, màu xám với lại là màu cam xe 100, cái này là trên vải nhũ siêu đẹp luôn. Màu cam, màu xám với màu nâu. Này là mua được cái áo mặc riêng ra được. Bạn đẹp lắm luôn á. Rồi ghi giùm em nha, màu nâu. Màu nâu nha mọi người. Đúng rồi, đơn 500.000 phi ship. Mặc dù là bán hàng sale á, mà 500.000 em khi cũng cho lấy lọc mọi người. Mặc dù là bán hàng sale cho mấy chị có lời luôn á. Đồ của em chuyến rồi có kem không? Thu Anh Nguyễn, đơn của Thu Anh Nguyễn vừa rồi có đứa nào gồm vô không? Rồi có kem đúng không? Có kem trong á em. Rồi ghi dùm em là set cô gái màu hồng sale 100.000 luôn. Có set à? Set loe cô gái hồng sale 100. Xét lê cô gái hồng xe 100, cô gái tung chưa? 160, 180 xe 100 luôn. Ghi cho em là xét cô gái 100. Cô gái, trời má cái cột hồng đẹp chưa? Cô gái 100. Ghi cho em là xét cô gái 100. Xét em mặc ai lấy nữa không? Xét mặc xe có 120 rồi. Xét em mặc là xét bí con có mọi người xe 120. Khách quen á thì đơn 500.000 là được free ship, còn khách mới đơn 500.000 là phải chuyển khoản thì em mới free ship nha mọi người nhá. Còn là cọc, cọc thì tất nhiên là phải cọc rồi, nhưng mà chuyển khoản thì mới free ship. Khách mới là đơn 500.000 phải chuyển khoản cho mọi người, còn là cọc 30% nha. Rồi ghi giùm em. Rồi xét em đang mặc còn một set màu xanh siêu đẹp, bí xanh 120. Rồi em ghiền nhất là cái phong quần đó mọi người, phong quần đẹp lắm. Rồi ghi giùm em nha, màu giúp em bí xanh 120.
ông xịn. Em xin thối lại gấp 3 tiền luôn. Mà em xem có 145 cái này là vải siêu đẹp luôn đó mọi người. Các bạn nào mà nhận được cái set thể thao này cách đây 5 hôm rồi là biết. Má không xịn không lấy tiền luôn. Em xem còn có 145 không? Ai lấy ghi giùm em nhá, 145. Khá đẹp ha. Còn set màu cam nữa. Cái này đẹp lắm 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 lắm. Cái này đẹp lắm. 145 nha mọi người. Trời ơi, màu cam này. Cái này là đúng đáng giá đồng tiền bát gạo luôn. Nó có dày. Các bạn nhìn cái quần. Rồi ghi giùm em nha. Màu cam với lại màu hồng. Anh chị thương ha. Cái này mặc đi du lịch hay là mặc đi ra sân bay đồ. Mọi người chụp hình cái rất lên cả tay luôn. Cái set này nó hot hay là hot. Rồi comment giúp em là set nha. Màu hồng. Màu hồng với lại là màu cam. Ghi cho em là hồng với cam giùm em nha. Rồi set này đẹp lắm luôn các bạn ơi. Còn ai coi không? Đây chỉ cái set sơ mi đây. Em bên set sơ mi chấm bài giúp em đi mọi người ơi. Cho em xin dấu chấm bài được không? Nó con bé nó có động lực nó like tiếp nè. Cho xin dấu chấm được không nè? Được không hả trời? Xin dấu chấm được không trời? Rồi set sơ mi cao cấp. Set sơ mi này, set này sale bao nhiêu vậy? Xanh đen với xanh có 100.000 thôi đó mà phải lên nha mọi người nhé, phải lên.
kia ra cũng đẹp, quần này mặc với áo phông rộng cũng đẹp. Cái này là màu đen, cái này là màu màu xanh xanh bơ á. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Có kaki tôi còn được mấy cái kìa, lấy không, tôi đang xả lũ á. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Màu tôi chỉ lại có kaki đi, còn mấy cái à, nãy xả bông xả còn có 130 nè. Mắt này nãy là sale sale lũ lòi mắt ra luôn. 130 bà ơi. Còn cái màu cam, hai cái áo khoác xịn như thế này tôi sale còn có 130 thôi đó. Còn cái màu cam thôi nhá, cái màu đen, màu đen, màu rêu. Cái này nãy giờ ai cũng lấy 2-3 cái thì người ta là hết rồi. Còn mỗi màu một cái thôi, ai cầm lên nhanh thì được. Màu nâu, nâu nhá, nâu nâu nâu, nâu ăn và màu trắng. Vải rất là xịn luôn. Comment giúp em là màu nhá. Màu trắng đẹp lắm luôn. Theo còn có 130 đó. Ra vải đẹp lắm luôn. Mà form của nó phải là form laptop quá đâu mọi người, không phải chỉ mặc đâu. Đây là còn có 130.000 cái áo khoác kaki hàng xịn như thế này. Đây là túi của nó là túi thật, không phải là túi giả đâu. Đó, bà nào lấy thì ghi giùm em, nâu, cam, xanh, đen, xanh rêu nha. Kaki mà kaki này là kaki hàng nhập, nó giống như là jean đó. Ai lấy nữa không ổn, nhưng chỉ có 15 người con mà like nhé. Facebook like đến mà còn 15 người coi kinh không? Em sợ luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha, em không hiểu là bị cái gì luôn á. Ai lấy thật chút. Cao bụng luôn.
chỉ còn có hộp em xài thôi. Giờ là hàng kiệt quệ rồi, không còn cái gì trong nhà. Cái body như chưa được 20 tuần luôn á, hết sạch. Con bo cao một ai lấy 400.000 phi ship, cái này nằm trong hàng bom á thì em mới phi ship cho nha, chứ không có phi ship trong cái kiện. Còn có con bo rồi đó, cao một với kem khoai á, còn có combo má này. Mấy người này cho em chiếc con hàng chứ nhỉ, đừng có quên nha, lấy con này mà quên con hàng nó sao nó bom nữa đó. Nó đã có bom một lần thì nó sẽ bom hoài. Rồi xét ngũ đen còn xét xe 100 luôn, dễ thương không? Ngũ đen quần hồng xe 100, ngũ đen quần hồng. Rồi cái quần này đẹp lắm luôn, mọi quần này vì có áo trắng không rộng cuốn vô rất là đẹp. Rồi ghi giùm em nha, xét ngũ 100, cái này 104 á, xe còn 100 nha. Không xét à? Ghi cho em là xét ngũ, ngũ đen 100, sơ mi tay dài có mà để tối nay đi, tại vì cái đó hàng hàng lẻ á. Kiếm lắm, hàng lẻ khó kiếm lắm quý bà. Rồi set dài, set dài màu trắng xe 120, dài trắng xe 120, à hồng chứ hồng, set hồng. Cái này là mọi người mua của em là 245. Rồi ghi giùm em nhá, hồng, hồng 100, 20.000. Cái này là vải hãng đó mọi người, hồng 120. Hồng 120 của em thôi chắc ổn đi mọi người ơi. À mùi đề 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 tối lai cho mọi người, tối lai, tối lai đêm lai mọi người, mai đi đơn chờ ít đơn, ít đơn á, ít cái chứ chờ chút đơn là loe ngoe được mấy bà đi được đơn không mà. Nên là tối cứ like cho thêm like nữa rồi vô dồn đơn đi luôn nhá. Ok không? Ok con ghê không? Hồng 120 cho Ngọc Linh. Ngọc Linh tối chốt thêm thì đi công cũng chỉ luôn nha. Còn hàng lẻ nhiều lắm, tối like đi. Chào cả nhà nha, hồi sáng đang live cấp điện cho nên là tối nay em lên khui bom lại cho các chị làm bom mới về hồi chiều với chị đẹp ơi. Hồi sáng chưa kịp tặng, bây giờ tặng lại cho mấy chị đẹp gái. Em chào chị Nguyễn Lực nha, hồi sáng em đang live vô đang khí thế luôn, cấp điện với chị đẹp bây giờ mới live được nè. Các chị yêu nào mình đang xem live chia sẻ live lên giùm em nha, chia sẻ live giúp em 2 lần về trang cá nhân và 5 lần lên các nhóm chợ công khai nha các chị đẹp. Chị Nguyễn Lực cười. Rồi mọi người ơi, chị yêu nào mình đang xem live chấm bài tương tác chia sẻ live lên giúp em các chị đẹp gái ơi. Rồi các chị đẹp ơi, chia sẻ like giùm em nha, em khui bom tặng 0 đồng cho các chị luôn. Chị yêu nào mình xem like chấm bài tương tác chia sẻ like tăng view lên giúp em mọi người nha. Tăng view lên giúp em nè.
Rồi chia sẻ like xong rồi em chơi mini game em tặng quà cho các chị đẹp luôn. 20 người xem em bắt đầu cui bom nha các chị đẹp gái. Chị đẹp nào mình đang xem like chấm bài lên giùm em mọi người ơi. Trời ơi bom đạn ngày nào cũng về hết. Rất là chán luôn. Rồi em chào chị Trần Hiền nha, mấy chị đẹp gái của em đâu hết rồi, xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em mọi người ơi. Rồi mấy chị đẹp chia sẻ like giùm em mọi người ơi, chia sẻ like cho em 2 lần về trang cá nhân và 5 lần lên các nhóm chợ công khai, mời thêm bạn bè vào xem giúp em nha. 20 người xem em bắt đầu chơi mini game tặng quà cho các chị, em khui cái cục bom này của chế. Trần Thị Hồng Đào tổ ba ấp 3 Mỹ Tân cái bè Tiền Giang, mấy chị đẹp gái Tiền Giang. Rồi các chị đẹp ơi, chị nào mình đang xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em, chào em Ngân nha. Chia sẻ like lên giùm em 3 lần về trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm chợ công khai giúp em nha. Chụp màn hình lại nha các chị đẹp. Chụp màn hình lại cho em nha. Để lúc mà mình nhận quà là mình phải gửi những hình ảnh đã có chia sẻ qua cho em thì em mới tặng cho các chị nha. Có nhiều chị nhận quà mà không có chia sẻ like các chị đẹp. Đó, cho nên là bây giờ là các chị là phải gửi những hình ảnh đã chia sẻ like trên các nhóm và trên trang cá nhân thì em mới tặng quà nha. Alo alo các chị đẹp gái chia sẻ like lên cho em đi mọi người ơi. Này em không biết gì trong đây đây. Hai trăm bốn mươi ngàn các chị đẹp, không biết là cái gì trong này. Mọi người ơi chia sẻ like lên giúp em chào chị Kiều Thương nha. Rồi các chị đẹp chia sẻ like lên cho em đi mọi người. Tăng view lên 30 người xem, á quên em xin lỗi, 20 người xem em mới đầu tặng quà nha, em bắt đầu tặng bơm. Rồi chào em Trần Trinh, nhận hàng chưa em ơi, trời ơi hai bộ đồ. Em chào chị Kiều Thương, rồi các chị đẹp gái chia sẻ like lên giùm em nha, 3 lần về trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm chợ công khai, hai bộ đồ cho các chị đẹp, hai bộ đồ. Rồi em chào chị Trịnh Tươi nè. Rồi em tặng không cho các chị luôn. Size số 2, 50-55kg. 50-55kg nha các chị đẹp giá. Quá đẹp luôn. Hàng tới không nghe điện thoại, không nhận hàng. Đây nha các chị yêu ơi, hai bộ đồ nha. Đó, rồi cái này nè các chị đẹp, các chị chia sẻ like lên giùm em đi. Này là quần dài, ống ôm. Quần dài, ống ôm, áo sắc nách nha. Cái hoa rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, quá đẹp, quá mát luôn. Đó mà nở lần nào bơm hàng em không biết nữa. Rồi chia sẻ like giùm em nha, 3 lần về trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm chợ công khai lên giúp em nha. 5 lần lên các nhóm chợ công khai, nhấn theo dõi trang fanpage em đang like nha mọi người. Trời ơi cái bộ đồ nó hết sức là đẹp như thế này luôn. Mà không biết sao là bờ không nhận hàng em cũng chả hiểu nữa. Ở mới chịu nha. Rồi cái này em tặng nha, các chị đẹp gái tặng luôn cho mình nha. Nhận rồi vừa không em Trần Trinh. Tặng một bộ mặt thôi. Ok các chị đẹp, bây giờ mình chơi mini game nha, chơi mini game tặng quà, các chị chia sẻ like lên giùm em nha, nhiệt tình lên giúp em mọi người nhé. Rồi chia sẻ like cho em 3 lần về trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm chợ công khai, tăng view giúp em. Mọi ơi cái view có còn thấp lắm các chị đẹp, nhớ chụp màn hình lại cho em nha. Hello chị Châu Phượng, nhớ chụp màn hình lại giúp em nha. Rồi cái bộ này em dành tặng cho các chị đẹp gái nè. Bây giờ em ghi một con số ra, mình đón số tặng quà nha mọi người, đón số tặng quà nha. Con số đúng là con số em chỉ có trời duy nhất thôi là đón số giùm em. Rồi em ghi trên cái bộ đồ vàng này nha các chị đẹp gái, con số đúng là con số từ 0 tới 99 giùm em nha. Chia sẻ like lên giùm em mọi người ơi, con số đúng là con số từ 0 tới 99. Chế đẹp nào chưa chia sẻ like lên giùm em chào chị Văn Nguyễn nha. Rồi chia sẻ like lên cho em đi các chị đẹp gái ơi. Ok chị Hà My, em thấy chị Hà My nha. Rồi em sẽ ghi một con số. Rồi các chị đẹp gái bắt đầu tham gia đón số giùm em, con số đúng là con số từ 00 tới 99.
tới 99 chia sẻ like giúp em 3 lần về trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm chợ công khai. Tặng receipt luôn nha mọi người. Đó, em tặng receipt luôn nha. Các chị đẹp gái ơi, đón số đi, chị nào đón đúng em tặng, đón đúng em tặng nha. Rồi bắt đầu tham gia đón số giùm em. Rồi mình đón số đi các chị đẹp gái, con số đúng là 00. Từ 00 tới 99, khi mẹ mặc vừa y, ok em Trần Trinh nha. Rồi con số đúng là con số từ 00 tới 99, các chị bắt đầu tham gia đón số giùm em. Chế nào đón đúng là sẽ được nha, các chị chơi công bằng ha. Chế nào đón đúng là được nha. Rồi con số đúng là con số từ 00 tới 99. Cái bộ đồ rất là đẹp luôn. Đây cái bộ tặng là bộ này nha các chị đẹp. Bộ này em tặng cho các chị đẹp nha. Quần dài ống ôm. Bộ này 120.000 nè các chị. Giờ em tặng receipt cho các chị luôn nha. Đó, quần dài ống ôm rất là cưng luôn. Con số đúng là con số từ 00 tới 99 mọi người nha. Tham gia đón số cho vui là xong rồi, em bắt đầu em bán hàng xả kho cho các chị đẹp. Đây nha các chị đẹp. Quá đẹp, quá sang luôn, một bộ đồ như thế này nè. 120, bây giờ em tặng không cho các chị luôn. Thì nhớ chia sẻ like lên giùm em nha. Rồi, cái chị đẹp gái là chưa có chế nào đón đúng hết. Con số đúng là con số từ 0 tới 99 giúp em nha mọi người. Nhớ chia sẻ like lên giùm em nha. Nhớ chia sẻ like lên giúp em các chị đẹp gái 3 lần về trang cá nhân và 5 lần lên các nhóm chợ công khai cho em nha. Trời ơi, khách nhận quà bên em rất là nhiều rồi, các chị cứ chơi thoải mái giùm em nha. Đây bộ đồ này em tặng nha, chế nào được, chế nào mà đón đúng là tặng bộ ngay bộ này nha các chị đẹp. Rồi chế đẹp là mình chia sẻ like lên giúp em 3 lần về trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm chợ công khai giùm em nha. Chị Châu Phượng hôm trước mình được một cái đầm này nè. Rồi các chị đẹp gái ơi, nhanh tay giùm em nha. Tặng hết luôn. Các chế cứ đón số đi các chế. Em coi nãy giờ chưa có chị nào đón đúng nè. Con số đứng từ 00 tới 99 nha mọi người ơi. Rồi các chị đẹp đâu hết rồi? Sao em thấy có mình chị Châu Phượng đón vậy ta? Thấy có mình chị Châu Phượng à? Mấy chị đẹp gái của em đâu hết rồi? Trời ơi, bộ đồ quá đẹp, quá cưng luôn nha các chị. Tặng không luôn. Chị đẹp nào đón đúng là em tặng luôn nha. Đó. Nền đen lên cái hoa màu hồng tím tím quá đẹp luôn. Rồi các chị yêu ơi, xem like chấm bài tương tác lên cho em nè. Chị yêu nào mình chia sẻ like lên giúp em. Các chế đẹp gái của em đã hết rồi ta. Sao em thấy có mình chị gì? Chị Châu Phượng vậy. Rồi hello chị Nhung Nguyễn. Em chào chị Nhung Nguyễn. Rồi các chế đẹp gái ơi, tiếp tục đi mọi người. Rồi em giới hạn lại cho các chị nha. Con số đúng là con số từ 50 tới 99 giùm em. Con số đúng là con số từ 50 tới 99 các chị yêu nha. Rồi em giới hạn từ 50 tới 99, chế đẹp nào đón đúng sẽ được nha các chế đẹp gái. Nhanh em còn bán hàng nữa nha. Rồi con số đúng là con số từ 50 tới 99, chế đẹp nào chia sẻ like lên giúp em nha. Nhớ chụp màn hình lại nha mọi người và nhắn theo dõi trang fanpage của em ở chế độ xem đầu tiên nha mấy chế đẹp gái nha. Rồi quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Trần Trinh nè, sao nãy giờ không thấy Trần Trinh đón số nè, thấy mình chị Châu Phượng à. Hello, em chào chị Nhung Nguyễn nha, tham gia chơi luôn đi chị. Chia sẻ like lên giùm em và đón số, chứ nào đón đúng thì được nha mọi người. Chứ nào đón đúng là được nha. Bộ đồ em đang cầm trên tay là dành tặng cho các chị đẹp. Rồi các chị yêu mình nha. Các chị yêu mình ơi, tham gia đón số giùm em nha. Con số đúng là con số từ 50 tới 99 nha. Các chị đẹp gái ở đây sao em không thấy ai đón hết vậy ta? Em thấy có mình chị Châu Phượng à, mấy chị đẹp gái ơi. Rồi mấy chị yêu ơi, chia sẻ like lên giùm em nha mọi người. Chị Nhung Nguyễn, hình như hồi nãy chị Nhung Nguyễn hỏi em cái bộ đồ đúng không mấy chị yêu? Nãy chị Nhung Nguyễn hỏi em cái bộ đồ xẻ tà đúng không? Bộ đó là em đang sale với giá là 90.000 đó chị, 120 mà còn giờ còn mấy bộ mà em sale 90.000. Chị có thích mẫu đó thì em tặng quà xong em sẽ lên nha. Nha chế Nhung Nguyễn nha. Rồi các chị đẹp ơi, tiếp tục đón số giùm em, con số đúng là con số từ 50 tới 99 nha. Rồi bộ này tặng. Ok, em thấy có một chị đón đúng rồi nè. Chị Châu Phượng. Ok, chị Châu Phượng nha. Rồi ok, chế Châu Phượng này, con số đúng là con số 64 nha các chế đẹp gái. Trời ơi, chế Châu Phượng này đón nhiệt tình quá. Hôm trước là được một cái đầm rồi nè. Hôm nay lại được một cái một bộ đồ.
Rồi ok nha. Rồi con số đúng là con số 64 nha các chị đẹp gái ơi. Chị có thấy không? Rồi con số đúng là con số 64. Em chúc mừng chị Châu Phượng nha. Chế Châu Phượng đó nhiệt tình quá cho nên lúc nào mình cũng được hết. Ok chế Châu Phượng này. Rồi bộ đồ này có chế Châu Phượng luôn nha. Một cái bộ với một cái đầm. Rồi em bắt đầu bán hàng nha các chị đẹp gái ơi. Bây giờ em lên hàng sale 120 bán còn 90 ngàn. Lẽ sao em bán về 90 ngàn. Các chị xem like chấm bài tương tác chia sẻ like giùm em. Giá bán là giá chia sẻ like nha các chị đẹp gái. Giá bán là giá chia sẻ like nha. Chờ em xíu chị Nhung Nguyễn ơi. Ồ vậy hả chị, vậy là ẩn comment hả? Vậy thì hẹn gì em thấy có mỗi một mình chị Châu Phượng à, em không có thấy chị nào khác hết, trong khi là em thấy ba mươi mấy chị lận mà sao kỳ vậy em không biết luôn. Vậy là ẩn comment hả chị? Hẹn gì sao em thấy có mình chị Châu Phượng à, em không thấy ai hết trơn á. Vậy là các chị bị ẩn comment hết rồi, em không biết nữa. Nếu mà có mình chị Châu Phượng thì chút nữa mình chơi lại nha. Chứ tại vì sao em không có thấy, em thấy có mình chị Châu Phượng thôi. Trong khi là 40 người xem luôn mà em thấy có mình chị Châu Phượng đó à. Rồi em lên cái mẫu này, cái chị đẹp mẫu xẻ tà nè. Còn size chị Nhung Nguyễn mình mặc mình bao nhiêu ký vậy chị? Em còn size to không à? Mẫu này em còn size to không à? Mẫu này em còn size 4 và size 5 không à chị ơi? Rồi mẫu này 90 ngàn nha các chị đẹp gái. Em còn màu này màu hồng, chị đẹp nào thích chốt cho em màu hồng. Màu hồng giúp em nha các chị đẹp gái ơi. Ờ mấy chị đẹp ơi, vậy là mấy em nó ẩn comment rồi. Em không thấy, nãy giờ em không thấy. Em thấy có mình chị Châu Phượng à. Hàng gì? Hàng gì không thấy mấy chị đẹp? Bây giờ sao, chơi lại hay sao? Chào chị Hạnh Trung. Ờ đúng rồi chị, không có thấy, không có thấy ai hết, nãy giờ không có thấy luôn á. Chị thấy có một mình chị Châu Phượng à, cho nên nãy giờ em nói đó. Không thấy comment em sao, em thấy chỉ có một mình chị Châu Phượng kỳ ghê luôn. Rồi bây giờ các chị đẹp hay là mình chơi lại à, chứ là em không có thấy thật sự. Thấy mình chị Châu Phượng là chị Châu Phượng, comment từ đầu tới cuối có mình chị Châu Phượng là chị Châu Phượng được luôn á. Em nói rất là nhiệt tình. Mà sao bây giờ các chị comment em thấy mà hồi nãy các chị đón em không thấy, em không biết luôn. Rồi các chị đẹp chia sẻ like lên giùm em mọi người ơi. Chia sẻ like lên giúp em nha. 48kg 1m6 là chị mặc size số 1 cho em. Mà cái mẫu này em hết size số 1 rồi chị ơi. Mẫu này em còn size 4 và 5 không à. Size 1 một chút nữa em qua mẫu khác cho chị nha. Rồi em lên mẫu này các chị đẹp gái ơi. Mấy chế đẹp gái ơi, mấy chế chấm bài lên giùm em đi. Cái chế nào mà bị ẩn comment các chị cả chấm bài lên giúp em đi. Tại vì các chị không có nhấn theo dõi em hay thế nào đó, các chị ra các chị vô lại comment lại lên giùm em đi rồi em chơi lại cho mình nha. Chị Nhung Nguyễn chia sẻ like cho em chưa? Chơi trò khác đi hả chị? Trò khác là trò gì? Em không biết chơi trò gì giờ nữa. Em thấy chị Văn Nguyễn, em thấy chị Văn Nguyễn nha. Chị Văn Nguyễn chia sẻ like cho em chưa? Giờ không biết chơi trò gì mấy chị yêu ơi, em không biết chơi trò gì hết, em chơi chơi trò đoán số à. Các chị có ý kiến gì thì nói em chơi cho, hay giờ tặng lại nha mọi người. Chị Châu Phượng ơi, nãy giờ các chế đoán rất là nhiều luôn, không biết là chế nào trúng thì bây giờ em chơi lại nha. Các chị có đồng ý thì em chơi lại, trước sau giờ em cũng tặng chị nào cũng tặng hết. À, các chị muốn chơi lại thì em chơi lại cho nha. Em chào chị Hương Nguyễn. Chị Hương Nguyễn ơi, mai quần bà ba số 5 về với áo đen số 5 về rồi em gửi hàng cho mình nha. Rồi các chị đẹp, vậy thì bây giờ chơi cái trò gì? Chơi cái trò bốc thăm nha. Hay sao? Hay đón số lại. Giờ đón số ngắn thôi, các chị nào mình đang còn xem live chấm bài lên cho em đi. Em chơi lại.